nhiều bên kêu quá nhờ, bên kêu hoài. Sao được cảm giác cái màn hình nó hơi bị hơi gần quá ta? Sao cảm giác màn hình nó gần quá, sao nhìn nhỏ thế? Đâu? Âu. Oh, đúng vừa đúng lúc nó đập hạng rồi, không sao, tao mạng, ở đây nó có mạng, không sao, it's ok, không bao. Chờ bộ lùi cái. It's ok mà. Từ nó it's ok mà. Ơ à, vô. Ơi à, để gần đó. Trời đất ơi. Để gần đã. Ai à. Không sao. Top mình được farm. Để gần là map binh rồi. Ừ rồi để lên top luôn. Ngự ừ, quay không ai farm. Quay này để về đâu. À để thọ. Top nó thọ. Hai thằng nó đều thọ luôn. Giờ Himaninger xuống bot hả? Giờ mà Himaninger xuống bot binh Yasuo die đó. Nếu mà nó xuống chắc nó lên trên á. Xa lùi vậy biết giờ. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đây Yasuo. Nó cầm mít kìa. Rồi em lạc đi. Cam em lạc rồi. À nó cam em lạc. Cam em lạc khóc rồi. Cam em lạc khóc rồi. Em lạc khó rồi. Khó cho em lạc rồi. Không lát ơi không không gờ lát còn win cứ win cái này lời set đào cũng không lời lắm nhưng mà đây là mất quay lên cái này thì một món hơi yếu quá, một món hơi yếu so với mất gì nhưng mà lên tầm hai đôi mạnh hơn. Sợ lắm khai thác nó đây ngay do khai thác dữ chưa ô ây da móc không nhiều khi mấy ông cũng không cần biết tại sao tôi lên á, mấy ông thấy mạnh thì mấy ông lên, không cần biết tại sao tôi lên đâu. Trời ơi, đâu con bò đây tới giờ. Ê, giờ tao đang bò tao nghe đó vậy. Sao nó không có con bò giết ai? Tại vì nếu mà lát về nghe để giết mình á, mình lát xuống đây thì nắm tên với nghe để nó bị ao tầm mình. Gặp em bò thì không có tin tới. Không tin bò. Giỡn hả? Mày làm gì nhà nó vậy? Nhà nó mà vô như thiệt vậy. Nếu này giỡn thì sao game tự nhiên thấy gãy ngang người ta. Sao từ hồi mình lấy chỗ xong tim gãy ngang người ta. À, bảo đề tìm thì chứ. Bảo đề tìm xuống cuối cũng chết hết rồi. À, toàn đi ra cánh solo xong chết thôi. Thank you.
Bò ở gì Nautilus ra cản thôi, anh lấy ra cản Nautilus thôi. Giờ game này kiểu mình không được đánh dùng á, mình đánh dùng thì mình chết hết á. Giờ mình phải lao lên, kiểu một là mình giết hết, giết tụi nó, hai là cầu chiêu cho team mình win, chứ mình đứng sau là mấy này coi như là chơi phải win tiếng đầu á. Về lên đầu em thôi, về đi. Gấp tên nó bay vô giết nó, không thôi về nhá. Về luôn. Đợi muốn về. Về đi. Thôi mà. Về đi. Về vô all mid win rồi, làm mấy cái đơn giản đi. Bất tử này nhớ là subscribe kênh cho đâu nha. Nhìn này nhiều bên này kêu quá nhờ, bên này kêu hoài mỗi đánh giải bên này kêu thêm mùa này bên này kêu thêm hai cái nữa đẹp. Vô layoff thêm bên này kêu thêm tuần này đánh 3 trận bên này kêu cái xong, vô layoff bên này kêu cái nữa đẹp.